Chào mừng các bạn đến với khóa học AutoCAD 2015 của chúng tôi. Và trong bài học đầu tiên này, mình sẽ hướng dẫn các bạn về giao diện làm việc của phần mềm AutoCAD 2015. Sau khi cài đặt xong và các bạn vào AutoCAD, chúng ta sẽ có một giao diện làm việc như sau. Đấy. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy chúng ta có các mục là Get Started để bắt đầu làm việc, Send Document đấy, để bật những cái file mà chúng ta đã từng mở hay là Connect với AutoCAD 360. Ngoài ra các bạn có thể kích vào đây, biểu tượng Learn này, để có thể học các xem các video mà Autodesk cung cấp cho chúng ta để làm việc trong phần mềm AutoCAD. Thì để một vẽ một bản vẽ mới, các bạn có thể quay về mục Grid và kích vào Start Drawings. Đấy. Chúng ta thấy rằng khi màn hình lên, chúng ta sẽ có một cái màn hình đen với các ô lưới và hình trục tọa độ. Thì đây chính là cái giao diện nơi chúng ta sẽ tạo ra các bản vẽ. Và chúng ta cũng có một con chuột với hình chữ thập. Ở giữa chữ thập đấy là có một cái ô vuông, chúng ta sẽ định vị các điểm làm việc. Đấy. Xung quanh cái màn hình làm việc chính này, các bạn sẽ thấy chúng ta có các cái hộp thoại lệnh nằm xung quanh màn hình. Đầu tiên các bạn sẽ thấy chúng ta có các hộp thoại ở đây, gọi kết vào chữ A đỏ này. Thì đây thì có các lệnh gặp rất nhiều các phần mềm khác như là New, Open, Save hay là Save As. Đấy. Ngoài ra thì có các hộp thoại về Export, Public, Print để phục vụ cho các bạn quá trình xuất bản, in ấn. Tiếp theo trên này sẽ có Toolbar Access, nghĩa là Quick, nghĩa là các hộp thoại lệnh nhanh như là New, Open, Save, Save As và Print. Dưới đây chúng ta có các hộp thoại gọi là Menu Bar, đấy, Home, Insert, Annotate, View, v.v. Và mỗi cái Menu Bar này sẽ có một chức năng riêng và ứng với nó sẽ có các giải ribbon, tức là cái công cụ lệnh nằm như thế này, nằm phía dưới nó. Ví dụ như giải home, các bạn sẽ thấy chúng ta có công cụ draw, vẽ, modify, chỉnh sửa, annotate, dim, text, hay là layer, block, properties, v.v. Phía dưới các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái gọi là tab view, nơi chúng ta hiển thị các cái tab làm việc. Đấy, các bạn sẽ thấy nó tương đối là giống các trình duyệt web hiện nay. Đấy, các bạn có thể mở các tab mới như thế này. Đấy, có thể tắt nó đi như thế này. Đấy, rất là hiện đại. Ở phía dưới các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái hộp thoại gọi là hộp thoại Common, nghĩa là hộp thoại lệnh. Nơi đây chúng ta sẽ gõ các lệnh ở đây. Đấy, các bạn có thể gõ lệnh. Và các bạn không thể cần kích vào đây, các bạn chỉ cần gõ phím là ngay lập tức. Đấy, các bạn sẽ thấy trên màn hình nó sẽ có các lệnh ở đây. Đấy, nơi chúng ta cái tương tác với phần mềm tạo ra các lệnh làm việc. Phía dưới cái hộp thoại lệnh, các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái mục gọi là mục layout view. Đấy, ví dụ đây có model là nơi chúng ta sẽ vẽ các cái bản vẽ. Layout chính là các cái bản vẽ dàn trang. Đấy. Còn phía bên này các bạn sẽ thấy chúng ta có công cụ về status, các cụ về trạng thái làm việc của phần mềm AutoCAD. Nó sẽ hiển thị cho chúng ta những cái chế độ làm việc, đấy, ví dụ là Model Space, Grid, các cụ về Auto, Blocking, vân vân. Đấy, và các bạn hoàn toàn có thể tùy chọn cách cái hiển thị của nó bằng cách kích vào đây như thế này hả? Đấy. Phía bên này chúng ta sẽ có các công cụ về View, các công cụ về cái điều khiển màn hình làm việc. Ở đây chúng ta sẽ có thể là xoay như thế này, đấy, các bạn có thể về 3D. Đấy, là các công cụ về tương tác trên môi trường làm việc của cái phần mềm AutoCAD. Đấy. Và những cái công cụ này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong các bài học lần sau và học chuyên về các công cụ này hơn. Đấy. Ngoài ra các bạn cũng có thể bật ra một vài cái hộp thoại làm việc mà cần thiết trong phần mềm AutoCAD bằng các cách là các bạn vào View. Ví dụ như chúng ta có thể bật hộp thoại Properties. Đấy, đây, đây là hộp thoại mà chúng ta sẽ có các cái thông tin của đối tượng được lựa chọn, nó sẽ nằm ở đây. Đấy, và các bạn có thể hoàn toàn có thể thay đổi các tính chất của đối tượng. Đấy, để tiện làm việc các bạn có thể được kéo nó sang đây, đặt nó vào cái góc trái như thế này. Đấy, các bạn cũng có thể là kích vào cái biểu tượng này. Đấy, biểu tượng. Đấy, ngay lập tức nó sẽ ẩn và khi nào chúng ta đưa chuột vào thì nó mới hiện ra. Ngoài ra các bạn có thể là mở cái hộp thoại Tool Palette. Đấy. Hộp thoại này thì chứa các đối tượng các bạn có thể dễ dàng làm việc, phục vụ cho quá trình làm việc của các bạn. Đấy, thì các bạn có thể kéo sang bên này. Và tương tự thì cũng có thể là kích vào đây, thì ẩn nó vào đây.
Đấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản về cái giao diện làm việc của phần mềm AutoCAD 2015. Nó khá là đơn giản và đã được cải tiến rất nhiều ở cái phiên bản AutoCAD 2015 này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học hôm sau.